Chào các em, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em bài thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Đây là bài thực hành khá đơn giản nhưng lại được sử dụng rất nhiều trong thực tế cuộc sống, ví dụ như dùng để lắp đặt các mạch điện trong gia đình, cơ quan, trường học. Để làm được điều đó, thầy cùng các em sẽ nghiên cứu thực học ngày hôm nay. Về mục tiêu của bài gồm có 3 mục. Thứ nhất, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Mục tiêu thứ hai cũng là mục tiêu trọng tâm, lắp đặt được mạch điện đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Mục tiêu thứ ba có ý thức kỷ luật đảm bảo an toàn điện. Về nội dung bài học gồm có 3 phần chính: phần 1 dụng cụ vật liệu và thiết bị, phần 2 nội dung và trình tự thực hành, phần 3 đánh giá. Bây giờ các em đi vào phần 1 là mã dụng cụ vật liệu và thiết bị. Đây là phần khá quan trọng tại vì phần này giúp các em chuẩn bị tốt cho cái bài thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Vậy những dụng cụ vật liệu và thiết bị đó chính là gì? Các em cùng quan sát những dụng cụ sau. Những dụng cụ bao gồm kim cắt dây, kim tuột dây, tua vít và bục thử điện. Thầy nhắc lại chức năng của những dụng cụ này. Kim có chức năng dùng để cắt dây, tuột dây và giữ dây dẫn điện. Chức năng của tua vít dùng để tháo lắp ốc vít. Và chức năng của bục thử điện dùng để kiểm tra mạch điện và tháo lắp ốc vít. Vật liệu và thiết bị bao gồm bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, băng keo kích điện, dây dẫn điện, dây ráp, bóng đèn và đuôi đèn. Như vậy, đây là tất cả những dụng cụ vật liệu và thiết bị các em cần phải chuẩn bị để cho bài thực hành. Các em chuyển sang phần 2 là mã nội dung và trình tự thực hành. Một nhỏ, vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. A nhỏ, tìm hiểu sơ đồ nguyên lý. Các em cùng quan sát sơ đồ. Đây là sơ đồ nguyên lý mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Trên sơ đồ, thầy ký hiệu cầu chì 1, công tắc 1, đèn 1, cầu chì 2, công tắc 2 và đèn 2. Như vậy trên sơ đồ này gồm có hai nhánh. Thầy đặt nhánh thứ nhất bao gồm có cầu chì 1, công tắc 1 và đèn 1. Nhánh thứ hai gồm có cầu chì 2, công tắc 2 và đèn 2. Như vậy các em nhận thấy trên sơ đồ gồm có tất cả là 6 phân tử, bao gồm hai cầu chì, hai công tắc hai cực và hai bóng đèn. Vậy các em có thể trả lời nhanh cho thầy hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, cầu chì và công tắc được mắc vào dây pha hay là dây trung hòa? Câu hỏi thứ hai, hai bóng đèn D1 và D2 được mắc như thế nào với nhau? Như vậy thầy sẽ giải đáp câu hỏi như sau. Hai bóng đèn D1 và D2 được mắc song song với nhau. Cầu chì và công tắc luôn luôn được mắc vào dây pha. Như vậy qua sơ đồ các em nhận thấy hai nhánh, nhánh 1 và nhánh 2 hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Tức là giả sử nếu cầu chì 1 nếu xảy ra sự cố hư hỏng thì đèn 1 không sáng, nhưng cầu chì 2, công tắc 2 và đèn 2 hoạt động bình thường. Và ngược lại, nếu cầu chì 2 xảy ra sự cố hay hư hỏng thì đèn 2 không sáng, nhưng cầu chì 1, công tắc 1 và đèn 1 sáng hoạt động bình thường. Các em có thể vẽ sơ đồ nguyên lý vào vở.
Như vậy sau khi các em tìm hiểu sơ đồ nguyên lý xong, các em chuyển sang vẽ sơ đồ lắp đặt. Dựa vào sơ đồ nguyên lý, ta có thể vẽ được một sơ đồ lắp đặt mạch điện. Và muốn vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện, các em phải tuân theo quy trình 4 bước. Các bước vẽ một sơ đồ lắp đặt mạch điện các em đã được học ở học kỳ 1 trong bài 6, bao gồm: bước 1, vẽ đường dây nguồn; bước 2, xác định vị trí đặt bảng điện và bóng đèn; bước 3, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện; bước 4, vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý. Như vậy các em có thể dựa trên 4 bước này để vẽ một sơ đồ lắp đặt mạch điện. Bây giờ các em có thể vẽ vào nháp. Sau khi các em hoàn thành xong bài vẽ, bây giờ các em cùng thầy kiểm tra bài vẽ của các em qua các bước như sau. Bước 1, vẽ đường dây nguồn thì các em vẽ hai đường dây O và dây A. Bước 2, xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn. Bước 3, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện. Như vậy, các thiết bị điện trên bảng điện bây giờ gồm có hai cầu chì và hai công tắc. Các em bố trí sao cho hợp lý. Bước 4, đây là bước quan trọng, vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý. Bây giờ các em dựa trên sơ đồ nguyên lý để các em bắt đầu đi dây. Các em nhớ bắt đầu đi từ dây pha, tức là dây A, xuống hai cầu chì. Hai đầu còn lại của cầu chì nối với công tắc. Hai đầu kia công tắc nối với bóng đèn và về dây trung tính. Thầy xin lỗi, về dây trung hòa. Như vậy thầy đã hoàn thành xong vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc, hai cực điều khiển hai đèn. Bây giờ các em có thể kiểm tra lại với bài của các em xem là đúng hay chưa. Và sau khi các em kiểm tra xong thì các em có thể vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện vào trong vở. Vậy ngoài hai cách vẽ sơ đồ, thầy xin lỗi, ngoài cách vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện này ra thì các em có thể tham khảo thêm hai cách vẽ và lắp đặt mạch điện như sau. Cách 1, và cách 2. Các em chuyển sang phần 2 nhỏ, lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bị. Các em hãy hoàn thành bảng sau, bao gồm có 4 cột. Cột thứ nhất, số thứ tự. Thứ hai, tên dụng cụ vật liệu và thiết bị. Thứ ba, số lượng. Thứ tư, yêu cầu kỹ thuật. Như vậy ở cái bảng này, cột 2, tên dụng cụ vật liệu và thiết bị, các em dựa vào phần 1 là mạng đã học ở phía trên. Các em dự trù cho thầy số lượng. Phần này nó rất quan trọng.
vì các em chuẩn bị số lượng nếu thiếu thì các em sẽ không hoàn thành được cái bài thực hành. Và thứ ba đó chính là yêu cầu kỹ thuật. Sau khi các em lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bị xong thì các em cùng kiểm tra với bảng dự trù sau đây. Tên dụng cụ vật liệu và thiết bị bao gồm có bóng đèn, đuôi đèn, cầu chì, công tắc hai cực, bảng điện, đinh vít, dây dẫn điện, bút từ điện, tua vít, kim thuộc dây, băng cao kích điện và phích cắm điện. Số lượng tương ứng với các dụng cụ vật liệu và thiết bị. Và thứ ba, yêu cầu kỹ thuật thì phải còn mới và tốt để đảm bảo an toàn khi thực hành. Sau khi các em dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bị xong, thì bây giờ các em sẽ tiến hành lắp đặt mạch điện. Lắp đặt mạch điện thì các em phải tuân thủ theo quy trình gồm có 5 bước. Bước 1, vạch dấu. Bước 2, khoan lỗ. Bước 3, lắp thiết bị điện vào bảng điện. Bước 4, nối dây vào bộ đèn. Và bước 5, kiểm tra. Bây giờ, thầy và các em cùng đi tìm hiểu từng bước một. Vạch dấu. Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện, vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt đèn. Như vậy, ở bước này các em sử dụng dụng cụ bao gồm có thước, mũi vạch và bút chì. Yêu cầu của bước này, các em phải bố trí thiết bị hợp lý. Thứ hai là vạch dấu chính xác. Bước 2, khoan lỗ bảng điện. Ở bước này các em khoan lỗ bắc vít và khoan lỗ luồng dây. Thường thì khoan lỗ luồng dây lỗ sẽ có kích thước lớn hơn so với lỗ bắc vít. Và các em sẽ sử dụng dụng cụ đó là mũi khoan và máy khoan. Yêu cầu mũi khoan phải chính xác, lỗ khoan phải thẳng. Thầy nhắc lại các em cần phải chú ý hai lỗ, lỗ bắc vít và lỗ luồng dây. Như vậy ở hai bước 1 và bước 2, bước vạch dấu và bước khoan lỗ, thì nếu các em sử dụng điện bảng điện bằng gỗ thì các em sử dụng hai bước này. Nhưng nếu các em sử dụng bảng điện bằng nhựa ở trên đó có đính kèm những lỗ sẵn như những cái bài thực hành lần trước thì các em có thể bỏ qua hai bước này. Các em chuyển sang bước 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện. Ở bước này, các em cần phải xác định các cực của công tắc, nối dây các thiết bị điện trên bảng điện. Và ở trong bước này, các em sẽ sử dụng những dụng cụ như kìm, tua vít. Yêu cầu ở bước này, các em phải lắp thiết bị đúng vị trí. Thứ hai là các thiết bị được lắp chắc và đẹp. Bước 4. Nối dây bảng điện, nối dây bộ đèn. Ở bước này, các em lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn, nối dây vào đuôi đèn. Yêu cầu của bước này, các em phải nối dây đúng sơ đồ, mỗi nối phải đúng yêu cầu kỹ thuật. Và sau khi các em nối dây xong thì các em dùng băng keo kích điện để bắt kích điện lại các mối nối. Bước 5, kiểm tra.
Ở bước này, các em lắp đặt các thiết bị và đi dây đụng sơ đồ mạch điện. Thứ hai, nối nguồn. Và thứ ba là vận hành thử mạch điện. Ở bước này, các em sử dụng bút thử điện để kiểm tra mạch điện. Và các em cần phải quan sát và chú ý mạch điện đúng sơ đồ hay chưa. Thứ hai, mạch điện làm việc tốt, đúng yêu cầu kỹ thuật. Các em có thể quan sát hình vẽ khác. Trong lúc các em vận hành mạch điện, ở mạch điện này hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn sẽ có một số lỗi hay là một số sự cố có thể xảy ra làm cho đèn nó không sáng. Những cái lỗi đó có thể, thứ nhất là do đèn có bị đứt dây tóc hay không, các em cần phải kiểm tra bóng đèn. Thứ hai, đường dây điện có điện hay không, thì ở bước này các em sẽ dùng bút thử điện để kiểm tra. Và thứ ba, các em kiểm tra lại việc tiếp xúc điện ở công tắc cầu chì và đuôi đèn. Phần 3, đánh giá thực hành. Như vậy, thầy đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chí sau. 1 là chất lượng sản phẩm. 2 thực hiện theo đúng quy trình. Thứ 3 ý thức thái độ học tập. Thứ 4 đảm bảo an toàn lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu. Và thứ 5 là vệ sinh nơi làm việc. Bài tập của các em như sau, gồm có 3 bài tập. Bài tập 1, học và trả lời các câu hỏi cuối bài. Bài tập thứ 2, tức là câu hỏi thứ 2, mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, nếu mắc thêm một ổ cắm điện nữa, em hãy bố trí và vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện theo cách hợp lý nhất. Bài tập thứ 3, các em thực hành lắp đặt mạch điện và báo cáo kết quả. Các em lưu ý ở bài tập số 3, các em cần lắp đặt mạch điện một cách an toàn, đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Sau khi các em hoàn thành xong các bài tập, các em có thể báo cáo và nộp bài tập qua địa chỉ email vosơn123a@gmail.com. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy cảm ơn các em đã lắng nghe. Còn thời gian thì thầy sẽ cho các em xem một clip về thực hành mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn mà thầy đã sưu tầm trên YouTube. Các em cùng xem và thực hiện, có thể tham khảo cùng thực hiện. Chào mừng các bạn đã đến với Quốc Media Channel. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài số 8, lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như thế này. Giờ đây là sơ đồ lắp đặt mình đã mới vẽ xong. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy like, subscribe kênh của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm thôi. Để chuẩn sáng thông lập đặt mạch điện. Hai cái công tắc. Hai cái đuôi đèn. Thank you.
giờ chúng ta sẽ nối dây trung hòa xuống hai đèn. Bây giờ ta sẽ nối mỗi dây pha từ công tắc ở đây qua mỗi bóng đèn. Sau khi đã lắp công tắc vô xong thì như vậy nè, đây mình đã mắc dây trung hòa vào đèn đây, từ đèn đây mình cầu qua đèn bên đây để cho mình đỡ tốn dây điện. Đối với những loại bóng đèn nhỏ thì mình có thể làm như vậy để tiết kiệm dây điện. Đây dây pha để công tắc vào đèn, đây cũng là dây pha vào đèn, dây âm vào đèn qua bên đây, dây pha để vào trong cục chì.
mình cũng dùng nguyên tắc cầu dây này qua đây. Mình sẽ gắn hai đầu của dây pha và dây trung hòa này vào trong phích cắm điện và mình test thử. Bây giờ mình đã gắn phích cắm điện vô và hai bóng đèn, mình sẽ cắm vào ổ điện mình thử. Thế mình tắt đèn của các bạn. Rồi như vậy là quá tốt rồi. Các bạn hãy nhớ.